Wow, đây là một cái phi thuyền này. Trời ơi, cái ông nào đấy? Sao đứng đây nhỉ? Chơi, ông đuổi mình đó. Oh my shit. Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình nhé. Đây mình sẽ chơi một tựa game đó sẽ Iceland 3. Ok, mình sẽ vào game đây. Trước tiên mình sẽ phải nhập cái số này các bạn. Ô công đi đâu rồi các bạn nhỉ? Đây này. Mình bắn nhau cũng cần chút coi nhá. Xem nó hơi gió chích ngã thằng cu luôn á. Sẽ phải đi qua mắt ma này này, qua bên này trước đã. Bên đây là bên shopping các bạn, shopping nhé. Mình đi đi săn lùng cái ông đấy nhá. Đâu ông ấy đâu? Mình thấy mình sẽ bắn ông ấy luôn á. Các bạn để ý xem ông ấy đang chỗ nào. Rồi kìa rồi. Bây giờ mình sẽ lại gần bắn cho ông ấy nhá. Không chưa phát nào. Rồi điện giật á. Ôi chết rồi. Ông ấy bị điên rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, ông ấy bị điện giật. Trời ơi. Trời ơi. Là khủng khiếp. Để cá mình bắn xem cá chết đâu nhá. Mình sẽ bắn thử đây xem cá chết. Mình sẽ nhắm con. Được, được rồi. Điện giật dường như là cá không sao các bạn. Kìa các ông ấy ở ở một trên kia, mình sẽ nhắm đây. Cháu có lăn từ trên thang xuống nhá. Xem bóng có lăn trên trên thang xuống không. Dường như là không. Rồi, thôi mình sẽ chuyển sang khu vực khác. Mình sẽ đi tiêu diệt từng map một nhé. Ông này á, mình sẽ qua từng map một để tiêu diệt cái ông này. Ông này keo này, dám mắt các bạn mình đúng không? Mình sẽ qua cho các bạn. Đâu rồi, ra đây xem nào. Xem là sao vậy? Đi đâu rồi nhỉ? Ui, kìa đây. Ok, đi vào đây anh ấy. Đấy, cá sấu đây. Đấy, mày chưa? Mình sẽ cho cá sấu chết với nhau nhé. Đấy, mày chết chưa? Trông mắt nó gớm như các bạn này, trông gớm thật. Trời ơi. Khủng khiếp quá. Rồi ông chết, mình sang chỗ khu vực khác để tiêu diệt ông ấy tiếp nhá. Ok, sẽ đến đâu nhỉ? Chỗ giảm xiếc đúng không? Giảm xiếc. Ok, ra đã. Các bạn thấy ông ấy đang đâu không? Dường như không không thấy ông ấy ở đâu cả.
Rồi mình sẽ sang khu khác nhé. Chỗ đây, Capping. Rồi mình sẽ bỏ qua phần quảng cáo cho nhanh. Chỗ này là một nơi cắm trại các bạn. Hả? Đâu rồi, ông ấy đâu rồi? Rồi, qua đây xem nào, mình sẽ dừng ở lỗ này nhé. Cái gì ông ấy cũng theo lỗ được cả. Đấy, chết chưa? Thôi mình ông ấy chết rồi mình sang chỗ khác nhé. Ok. Hả? Rồi. Rồi, cậu bé đang giải thoát đây. Mình bắn chết những cái ông bạn kém thì tự động của những cậu bé được giải thoát đấy các bạn nhé. Đó. Rồi, cậu bé. Ok, cậu bé này tặng cho một máy quay sinh tố. À, cái máy làm kem đúng không? Rồi, đây là màn giải cứu cô bé ở Iceland 2 nha các bạn nhé. Cô bé đã giải cứu. Đây, có cậu bé này, mình cho đây này. Rồi, đúng cậu bé ở trong kia nhỉ. Yes, it's her. Cậu bé cầm súng này. In there. I don't understand how it could happen. Wait! Liz! Hey! Screw this! Rồi, con bé đang cầm khẩu súng đấy. Hey, you. Yeah. Có vẻ là you đang tell dọa me, cái ông này ấy. Yes, you. You know you have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, geez, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you Oh, no! Stupid fool! You have the guts to face me, huh? But you're not fast to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, ah! Perfect land. Done. Oh, it's very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you. Oh, bé bị một cái tay của luôn. What is that? Oh, hello, chubby boy. Now you're chump and flubby just like I like it. Ồ, bây giờ mình sẽ phải làm sao đây các bạn nhỉ? Ồ, đây là có cái máy làm kem này. Rồi mình sẽ chế biến kem nhé. Chế biến kem mà xem có ngon hơn kem của cái kia. Chế xong kem rồi các bạn. Oh shit, tuyệt vời, okay. Trở nên béo phì. Mình trở nên béo phì rồi các bạn.
cái bước đi của mình cũng chậm chạp hơn rất là nhiều so với bình thường luôn á. Ok, mình sẽ giao cho ông này nhá. Xem ông ấy xem có làm gì được mình. Hello man. Hello. Ông bắt luôn đi. Rồi. Xem bánh kem. They fall for the same trick every time. Rồi, vậy là cuộc hành trình bắn kem đã kết thúc tại đây các bạn ạ. Các bạn đã bắt được cậu bé. Còn đây là những phần mà tóm tắt lại những nội dung mà trong game ấy. Các bạn để ý trên đây này, đây là những cái hình này. Như cái hình này là ở chỗ tàu hòa đây. Đó, chỗ đường dây nhé. Mình nghĩ cái ông này là cái ông này. Mình nghĩ cái ông này là ông bắn kem. Ồ, cậu bé cuối cùng này đang cầm hai con ngựa gỗ. Wow, đây là cảnh quay khi mà quay ở vị trí đó, trên cao đó. Ở đây là khu cắm trại. Ồ, có một bà. It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son. Trung tướng bạn ạ. Chết thôi. Trời ơi.